Quốc lộ 14 đoạn từ thành phố Pleiku lên Kon Tum. Cứ cách một đoạn là lại có một khu vực bán cây cảnh như thế này. Tất cả đều là cây cổ thụ có tuổi đời từ vài chục cho đến hàng trăm năm. Tất nhiên, giá mỗi cây cũng không hề rẻ. Từ đây mà ghép xong xuôi trồng cho anh khoảng 100. 100 triệu. Vâng. Giấy tờ đi trên đường là em lo đúng không? Dạ, em lo toàn bộ luôn. Ừ. Em là chuyên gia đi cả nước đấy rồi mà. Dù là cây cổ thụ, nhưng các loại cây được trưng bày gần quốc lộ chỉ là cây bình thường. Muốn mua cây cổ thụ và là cây gỗ quý được đưa từ rừng sâu về thì phải đến được nơi tập kết bí mật. Tuy nhiên để tiếp cận thì không đơn giản. Tại vì tụi em đã xác định là nằm trong hẻm rồi thì là người lạ là không vào được. Đấy, nói thẳng như thế. Tại vì nó là hàng rừng. Anh em ở đây có phải ai đâu mà người lạ. Không, anh chưa là khách hàng với em thì em không thể biết được. Anh là nhà báo hay là anh như thế nào cũng nói thẳng như thế. Theo đại diện chi cục kiểm lâm Gia Lai, trước tình trạng chảy máu cổ thụ về xuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã từng có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn. Tuy nhiên trên thực tế, văn bản hướng dẫn truy xuất nguồn gốc lâm sản thì lại đang khá thoáng nên rất khó kiểm soát. Thông tư số 27 về cái truy xuất nguồn gốc lâm sản, nếu mà chúng ta để thoáng quá, chúng ta không có cái chỗ nào bám để chúng ta kiểm tra kiểm soát cả. Thì hiện tại như bây giờ chỉ quy định là người có cây đó chứng minh được cái quyền sở hữu của người ta thì người ta tự định đoạt, tự khai thác, tự vận chuyển. Khi bứng một gốc cổ thụ về xuôi, ít ai nghĩ rằng đó là hành vi phá rừng. Nhưng từ một gốc tới hàng trăm, hàng ngàn gốc được đào lên từ trong những cánh rừng hoang vắng thì rõ ràng là hành vi phá rừng. Bởi điều này khiến cho những cánh rừng vốn đã cạn kiệt, nay lại càng cạn kiệt hơn.